Xin chào quý vị và các bạn. Có thể nói dù trình làng chỉ sau mấy tháng, nhưng giờ đây ai ai cũng biết, ai ai cũng muốn đến địa danh mới nổi, đang gây sốt, đó là công viên bờ sông Sài Gòn, một điểm đến ưa thích của tất cả. Tết đến đã cận kề cho nên ở đây ngày và đêm luôn có sắc màu rực rỡ, các gian hàng trang trí khắp nơi làm cho khung cảnh càng lộng lẫy hơn, nhìn trở nên vô cùng bắt mắt. Dạo bộ tới lui, ngắm cảnh theo suốt chiều dài ở đây cũng phải gần 2 km, nhưng không bao giờ nhàm chán, cảnh đẹp miễn bàn. Hoạt động thì đa dạng, thỏa mãn mọi nhu cầu, thích gì có nấy, từ ngắm cảnh, ngắm dòng người vui vẻ tươi tắn qua lại, rồi tới ăn uống thả ga, thỏa sức chiêu đãi bản thân. Đến vui chơi sôi động, giải trí tưng bừng trên từng mét đất, tất cả đều hội tụ ở đây. Còn muốn có chút nhịp sống hối hả của thành phố, thì chỉ cần liếc mắt qua bên kia bờ sông sẽ thấy ngay lập tức, với khung cảnh tương phản, ở đó có những tòa nhà cao tầng san sát, dòng xe cộ tấp nập. Có thể nói nơi này nhờ ánh sáng, đã biến tấu tạo nên khác biệt rất lớn giữa khung cảnh ngày và đêm, rực rỡ ban ngày, lộng lẫy huyền ảo ban đêm, là thiên đường cho những ai yêu thích chụp ảnh. Nơi tạo ra những bức hình đỉnh của chóp, mọi người tha hồ sống ảo với vô số góc chụp rất chất, cho ra đời những bức ảnh đẹp thần sầu. Ở công viên này còn vài hạng mục công việc cũng đã dần dần thấy bóng dáng. Mấy ngày trước thì cầu ông cậy đã hoàn thành, đã chào đón mọi người dạo bước ngắm cảnh. Trông chờ tiếp theo là đài phun nước và màn hình LED sẽ lên sàn diễn, khi hoạt động hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho công viên. Như hình ảnh thì đang có nhóm thợ, cố gắng tân trang làm cho xong cho cảnh quan đài phun nước. Nền bể từ màu xanh dương được biến hóa sang hoa hướng dương rực rỡ. Hiện có nhiều công nhân đang tập trung tỉ mỉ vẽ lại những chỗ không đạt. Cùng với đó là lau chùi vệ sinh, tắm rửa kỹ càng cho lòng bể, để vào nước sạch, sẵn sàng cho màn ra mắt. Dự kiến trong ngày 2 tháng 2 sẽ hoạt động phun nước thường xuyên ở bể này, giúp cho bờ sông Sài Gòn sẽ thêm phần sinh động với cột nước tung lên cao.
ngoài đài phun nước, thì chỉ vài ngày nữa, công viên này cũng đang rục rịch chào đón. Màn hình LED lưới khổng lồ nằm tại trung tâm bờ sông, và màn hình LED thứ hai nằm sát cầu ống cậy. Đối với màn hình LED lưới nằm ở trung tâm bờ sông, vẫn còn đang thực hiện nhiều việc. Hiện giờ công nhân đang đấu dây điện và lắp thêm nhiều thiết bị kỹ thuật khác ở dưới đáy để hỗ trợ cho màn hình hoạt động. Với màn hình LED lưới khổng lồ sẽ cho khả năng hiển thị hình ảnh sống động, cùng dáng cong cong có chiều dài gần 200m, nhìn từ xa sẽ mang đến thị giác hoàn toàn mới và độc đáo. Trong khi đó, màn hình LED thứ hai nằm sát cầu ống cậy cũng đang lắp cho từng mô đun màn hình có kích thước nhỏ, rồi cầu lắp ghép nối thành màn hình có kích thước lớn trên khung. Còn màn hình LED thứ ba nằm dưới chân cầu ba son cũng đang lắp trụ, còn vài ngày nữa nếu cố gắng hoàn thành thì vị trí đó cũng sẽ hoạt động trước Tết. Khi về đêm, ba màn hình này bừng sáng hoạt động, kích thước khủng cùng hình ảnh quảng cáo chuyển động sẽ tạo nên một background độc đáo cho bờ Thủ Thiêm khi nhìn từ bờ sông quận 1. Sẽ không khó để nó chiếm trọn sự chú ý đầu tiên của mọi người. Thank you.
vực đường vào công viên, đang có rất nhiều gian hàng đã dựng rạp đủ sắc màu. Còn chợ hoa xuân sẽ được tổ chức trên các tuyến đường nội bộ phía bên ngoài công viên.